Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình tìm hiểu các dạng visa ở Úc cùng với công ty tư vấn là Hoàng Đầu Việt Nam, công ty tên Đại Dương. Trong chương trình ngày hôm nay, trong số thứ 11 này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về visa Úc diện 187, nhập cư chỉ định tại hòm thư dân cư thường trú nhân tại Úc. Đây là diện visa thường trú dành cho người lao động có tay nghề mong muốn làm việc tại các hòm thư dân cư của Úc. Ứng viên chỉ được nộp đơn xin visa 187 trong trường hợp vị trí công việc ứng viên được chỉ định nằm ở cái hòm thư dân cư của Úc. Doanh nghiệp bảo lãnh cũng cần phải có hoạt động kinh doanh trực tiếp và thường xuyên tại đây. Các vùng thư dân cư là các vùng nằm ngoài các thành phố lớn như sau như là Brisbane, Gold Coast, Sydney, Newcastle, Wollongong và Melbourne. Điều kiện đối tượng áp dụng visa 187 nhập cư chỉ định tại vùng thư dân cư. Để cấp visa Úc 187 nhập cư chỉ định tại vùng thư dân cư, ứng viên cần đáp ứng các điều kiện cơ bản như sau. Được chỉ định làm việc bởi một doanh nghiệp có đủ tư cách bảo lãnh ở vùng thư dân cư tại Úc trong vòng 6 tháng trước khi các bạn nộp đơn. Các vùng thư dân cư là các vùng nằm ngoài Gold Coast, Brisbane, Newcastle, Sydney, Wollongong và Melbourne. Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn, trừ khi thuộc diện ngoại lệ. Được sát hạch đánh giá là có đủ các kỹ năng phù hợp với công việc được chỉ định. Ứng viên cần có chứng chỉ đăng ký hành nghề hoặc thẻ hội viên chuyên nghiệp trong trường hợp được yêu cầu hoặc ứng viên sẽ được đánh giá, sát hạch bởi một cơ quan có thẩm quyền liên quan. Bên cạnh đó, ứng viên cần đáp ứng yêu cầu khác được quy định cho từng chương trình ứng viên nộp đơn đăng ký, thời gian xử lý hồ sơ, thời gian để xem xét và hoàn thành xử lý hồ sơ cho visa 187 trong khoảng 6 tháng. Thời gian trên có thể kéo dài hơn dự định để đảm bảo được việc thẩm tra bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của ứng viên ở nước ngoài. Quyền lợi và nghĩa vụ của người được cấp visa 187 diện nhập cư chỉ định tại vùng thư dân cư. Quyền lợi được sống ở Úc, học tập và làm việc ở Úc nếu dưới 18 tuổi sẽ được phép học trường công miễn phí. Được phép tham gia Medicare, như vậy sẽ được khám chữa bệnh miễn phí. Chỉ có những người có PA hoặc quốc tịch mới được phép tham gia Medicare. Các loại visa khác không được quyền tham gia Medicare và Medicare được chính phủ ở Úc trợ cấp rất nhiều. Nộp đơn xin trở thành công dân Úc, bảo lãnh người thân đủ điều kiện sang thường trú tại Úc, được phép tự do ra vào vùng lãnh thổ Úc trong 5 năm kể từ ngày cấp visa. Sau thời gian này, quý vị cần xin cấp visa trở lại hoặc một loại visa khác để quay lại Úc. Về nghĩa vụ, các bạn và gia đình cần tuân thủ tất cả các điều kiện đi kèm visa cũng như luật pháp Úc. Phòng nhập cảnh có thể hủy visa nếu trên thực tế, trong vòng 6 tháng các bạn không làm việc cho doanh nghiệp bảo lãnh kể từ ngày đầu tiên vào Úc nếu các bạn được cấp visa khi đang ở lãnh thổ ngoài Úc, hoặc ngày visa được cấp nếu như người nộp đơn hoặc cấp visa khi đang ở Úc. Phòng nhập cảnh cũng có thể hủy visa nếu các bạn trên thực tế có làm việc nhưng không làm việc được chỉ định trong đủ 2 năm. Nếu như phòng nhập cảnh hủy visa, người nộp đơn có thể giải thích bằng văn bản lý do không nên hủy visa của họ. Để tìm hiểu kỹ hơn về quy trình xử lý, xét duyệt hồ sơ cũng như là những giấy tờ cần thiết để chuẩn bị giữa hai bên, đó là phía Việt Nam và bên Úc, cũng như là mức phí xét duyệt các bạn phải đóng là bao nhiêu, các bạn hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 hoặc 3838 2080. Các bạn truy cập vào website của chúng tôi là duhocuc.info để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúng tôi có 2 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.